đây là tổng thể của máy chuốt tròn đường kính 60mm. Máy chạy bằng điện 3 pha. Ở trên bảng điều khiển khá là đơn giản. Đầu tiên là ta có nút bắt đầu. Thứ hai đây là có đèn báo hiệu. Thứ ba là nút dừng khẩn cấp. Ở đây có công tắc bật tắt hai chiều. Đây không phải là bật tắt mà là khi mà chúng ta vặn sang chiều này thì phôi sẽ di chuyển theo chiều từ bên này đi xuyên qua để thực hiện chuốt tròn. Còn nếu như mà chúng ta vặn ngược lại thì phôi sẽ kéo ngược lại. Đấy. Máy được trang bị motor 3,75 ký tương đương với 5 ngựa. Đây là bộ phận giữ phôi để đưa vào trước khi chuốt tròn. Đây là bộ phận dao, dao để chuốt tròn. Thì trong cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta có những cái cữ như thế này. Máy được trang bị 3 cái cữ và đều có kích cỡ là 15mm. Thì đây chính là hai cái cữ còn lại. Cái kích cỡ 15mm, cái cữ này nó rất quan trọng. Tại vì khi mà người ta chỉnh cái con dao, người ta sẽ phải chỉnh vào đúng cái mép của cái cữ này để đảm bảo là cái thanh sau khi chuốt xong là giữ được cái kích cỡ đúng chuẩn. Và nếu muốn làm những cái thanh chuốt những cái thanh lớn hơn thì chúng ta phải làm cái cữ có cái lòng lớn hơn, ví dụ như là 35, 40, 50 hay gì đó. Và khi chúng ta có các cái cữ lớn hơn thì đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải chỉnh hai con dao này, dao trên và dao dưới nó dài ra. Thì để điều chỉnh được cái đó là chúng ta vặn hai cái con ốc này ra. Đấy, và di chuyển cái bộ dao này để nó ăn rộng hoặc ăn hẹp để cho cái thanh chuốt này nó ra vừa. Thì đặc điểm kỹ thuật yêu cầu là người ta phải làm sao điều chỉnh để con dao nó ăn vào cái thanh này đúng vừa khít với cái miệng của cái cữ. Nếu như mà ăn quá thì nó sẽ lỏng và ăn non thì nó sẽ không lọt vừa qua được cái này. Và cái lý do mà có cái cữ này là nếu không có cái cữ để hãm như thế này ở đây thì cái thanh chuốt ra nó sẽ có độ sai số rất là lớn, có đoạn to đoạn nhỏ và nó không thẳng thành một chiều thẳng đẹp tròn được. Đấy, cho nên là việc làm như vậy là rất là quan trọng. Đấy, sau khi thanh đã chuốt xong thì sẽ chạy ra ngoài này. Có một cái giá đỡ ở đây để chúng ta đỡ. Đấy, và thường thường thì khi mà mình đã dùng xong, đã chuốt xong một cái thanh như vậy rồi. Đó. Sau khi đã chuốt xong một thanh như vậy rồi thì vì trên cái mặt của nó vẫn còn các cái sơ. Đấy, nó không nhẵn hẳn được thì người ta sẽ dùng chuyển sang cái máy thứ hai là cái máy chà nhám tròn. Thì chúng ta sẽ đặt các cái thanh ở đây và cái băng chuyền này nó sẽ chạy liên tục để nó chà nhám cho cái thanh này. Đó. Thì đây là cái máy chà nhám tròn.